Thưa quý vị, nhạc phẩm Mùa Xuân Của Mẹ trước đây đã được rất nhiều những ca sĩ thâu âm. Nhưng đặc biệt lần này, người nữ ca sĩ này thâu âm nhạc phẩm này với một âm hưởng của miền Trung, thành ra tạo cho nhạc phẩm một sắc thái rất là mới lạ. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mùa Xuân Của Mẹ của Trịnh Lâm Ngân qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hạ. Thank you.
Tôi đang rất là xúc động về bản nhạc Mùa Xuân Của Mẹ mà Ngọc Hạ mới gửi tới quý vị. Thưa anh, đã đành rằng cái sự kết hợp của hai anh thì đã đem đến cho nền văn nghệ những nhạc phẩm rất là tuyệt vời như là quý vị đang thưởng thức đây. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi riêng cái này trước khi mình lại nói chuyện văn nghệ. Thế trong cái lúc làm việc ấy, có lần nào mà hai anh cãi nhau kịch liệt mà không nhìn mặt nhau không? Có chứ, đánh nhau nữa là khác. Cũng không đến nỗi là như vậy. Thế nhưng mà trong khi mà soạn nhạc chung với nhau đó, thì cũng có nhiều cái bất đồng lắm. Thế nhưng mà cuối cùng thì khi nào mà găng quá thì tụi tôi bỏ cái bài đó qua một bên, rồi sáng tác bài mới khác. Rồi sau khi yên ổn rồi lại trở lại sáng tác cái bài mà vừa rắc rối đó. Thế thường thường mà cãi nhau như vậy thì ai phải làm hòa trước anh? Thì quý vị biết là tôi trẻ hơn và tôi xề xòa vui vẻ hơn anh Trịnh Trúc Đỉnh, cho nên thường thường cái người mà làm hòa là tôi. Anh đúng không anh? Có cãi lộn, có gây lộn, rồi kết quả nó mới được thật là tốt. Vậy thì cũng nên cãi lộn và gây lộn hoài. Xin cảm ơn anh. Và trong cái nỗi xúc động của anh thì chúng tôi mời anh đứng lại đây để thưởng thức thêm một nhạc phẩm nổi tiếng của anh. Thưa quý vị, Mùa Xuân Đầu Tiên với Thế Sơn và Như Quỳnh. Mùa xuân ơi, nói sao nên lời.
Nào say mê cái chuyện lấy hai chồng. Thì thưa quý vị, vâng, thì có một cặp vợ chồng nghèo quá phải chia tay nhau. Có sách thì nói là ông chồng đánh vợ đau quá vợ bỏ đi, nhưng cái đó thì tôi nghĩ là sai. Thời xưa đó thì người chồng đánh vợ là thường, đau đến đâu cũng không ai đi đâu cả, vì đi cũng không biết đi đâu. Thưa quý vị, là hai người chia tay thì mình chỉ biết là người vợ về sau lấy được một người giàu, còn anh chồng thì cứ homeless rồi đi lang thang đi ăn xin. Thì một hôm anh chồng đó đến xin cái nhà giàu kia, người đàn bà chủ nhà ra mở cửa thì nhận ra là chồng cũ của mình. Thì hai người tâm sự với nhau, thì ông chồng mới đi làm về hoặc đi săn đi đâu đó về, thì bà vợ ngày xưa xấu hổ quá cho nên lao vào đống lửa tự tử chết. Mà chỉ có nói chuyện thôi đấy anh. Nói chuyện thôi, ngày xưa nói chuyện là kể như hỏng rồi. Thì là bà ấy lao vào đống lửa chết, thì người chồng cũ thương quá cũng lao vào đống lửa chết theo. Ông chồng mới thấy tội nghiệp hai vợ chồng cũ cũng lao vào chết theo. Thì Ngọc Hoàng Thượng Đế mới cảm thông ba người có nghĩa, cho nên phong cho ba người đó làm thần bếp. Thưa quý vị, cho nên là ngày sau, thời sau chúng ta có cái câu là thế gian một vợ một chồng, không như nhà Táo hai ông một bà. À, đó là cái câu đó là cô Kỳ Duyên say mê không nhất. Không, nhưng mà anh, em thấy thứ nhất là em thấy Ngọc Hoàng rất là... em thấy các bà vỗ tay nhiều. Em thấy nhất là Ngọc Hoàng là binh vật quyền lợi đàng bà. Và thứ nhì, em nghĩ là những gì mà trên thiên đình mà còn chấp nhận được thì trần gian mình cũng nên đi theo thôi. Chứ tại sao lại trần gian lại làm khác Ngọc Hoàng? À, vâng, thưa quý vị, chúng tôi phải thưa với quý vị này. Ngày xưa cái bếp của chúng ta nó đơn giản, nó chỉ là ba cục gạch nung, ba cục gạch trụm vào nhau để bắc cái nồi lên trên đó. Vì ba cục gạch đó nấu nhiều nó đen thui lùi đó, cho nên là người các cụ ngày xưa nhìn ba cục gạch đó mà tưởng tượng ra cái câu chuyện ông thần Táo. Cho nên là mới cho rằng là ngày 23 tháng Chạp là ngày mà ông Táo hay là vua bếp hay là Táo quân hay là ông công đều là một nghĩa. Tức là ông Táo là coi những cái việc ở trong gia đình của mình. Thì ngày 23 tháng Chạp bay lên chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế để báo cáo những chuyện xảy ra trong gia đình đó. Nếu gia đình đó trong năm ăn ở đàng hoàng tử tế thì tăng tuổi thọ, mà nếu gia đình đó làm nhiều điều ác thì bị giảm tuổi thọ. Thế mà ngày 23 tháng Chạp đó người ta phải cúng để tiễn đưa ông Táo, coi như là một hình thức hối lộ. Không người ông về ông nói tầm bậy bạ mình chết. Thành thế ra họ cúng rất là trọng vọng, đặc biệt là cũng cúng bình thường nhưng mà trong đó có mứt thèo lèo. Và một cái đặc biệt nữa là chúng ta cúng thì chúng ta thấy con gà luộc hay con heo quay, nhưng mà riêng cúng ông Táo bắt buộc phải có một con cá chép, mà là cá chép sống bơi ở trong chậu. Rồi chúng ta cầm cúng xong thì mang con cá chép đó ra phóng sinh, tức là thả dòng suối, thả sông cho nó bơi đi. Ồ, nhưng mà anh làm như vậy là sao? Cá chép mình phóng sinh là để lấy đức hay sao anh? Không, tại vì thế này nè, quan niệm ngày xưa của các cụ á, thiếu trời mưa các cụ không giải thích là hơi nước bốc lên rồi thành mưa, không có. Các cụ cho rằng là dòng trên trời nó phun nước thành mưa. Thế gặp những cái năm hạn hán ấy thì có nghĩa là nó thiếu dòng. Thì họ mới nghĩ rằng là ngày xưa Ngọc Hoàng Thượng Đế có những năm mà thế gian này thiếu rồng thì mới cho thi tuyển. Thì tất cả các loại cá tôm đều được thi tuyển để trở thành rồng. Nói chung loài nào cũng được, miễn là seafood là được rồi. Tất cả seafood đó là seafood world là thi hết.
thì người ta nói là trên sông Dương Tử ở dưới đáy nó có ba cái vực hay là ba cái thành, thì tất cả các loài cá tôm, con nào mà nhảy vượt được ba cái thành đó thì vượt qua cái cửa đó gọi là vũ môn thì trở thành rồng, thì tất cả các loài tôm cá đều rớt xuống vực hết, chỉ riêng có con cá chép nó nhảy qua và nó biến thành rồng. Bởi thế cho nên mới có câu là gái ngoan nên lấy chồng khôn, như con cá vượt vũ môn hóa rồng. Wow. Thì vì cái con cá chép như vậy thì con cá chép đó nó còn sống, thả nó bơi thì ông táo mới cưỡi được, chứ nếu bây giờ quý vị deep fry thì chấm nước mắm gừng lấy đâu để nó bơi. Đó, lý do đó mà phải cúng cá chép chứ không cá salmon, không cá tuna gì cả, để chúng ta biết rằng con cá chép nó đã thành con rồng rồi. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm mà có thể là nói lên cái cuộc đời của anh Ngạn, mang tựa đề Tôi Chưa Có Mùa Xuân của Châu Kỳ qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Hưng. Đợi hai ba năm nữa quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Giờ này còn nỗi trôi, riêng tôi xin từ chối, mà xuân chán gì nơi. Nàng xuân chán gì nơi, xuân là của muôn mặc tình xuân lá xuân chẳng phải riêng ai, xuân đi rồi xuân tới, ngại rằng xuân kém tươi. Hai mươi mấy tuổi đời ai đón ai mời, tôi chưa muốn trao bàn đàn xuân lá lơi, tơ lòng đang rối, xuân đến thêm buồn thôi. Hai mươi mấy tuổi rồi tôi vẫn đi hoài, nghe như vắng tiếng cười, trách vì non nước tôi đang còn lửa khói, ôi xót xa đầy vơi. Đợi hai ba năm nữa quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Giờ còn nặng hai vai thân chinh nhân hồ hải, hỏi xuân có gì vui, hỏi xuân có gì vui, xuân làm dáng cho đời đẹp lòng giây phút thôi. Ôi đất nước hai đời, xuân đi làm sao tới, dặm dài xin chớ. Chưa muốn trao lời bàn đàn xuân lá lơi, tơ lòng đang rối, xuân đến thêm buồn thôi. Hai mươi mấy tuổi rồi tôi vẫn đi hoài, nghe như vắng tiếng vì non nước tôi đang còn lửa khói, ôi xót xa đầy vơi.
đợi hai ba năm nữa quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Giờ còn nặng hai vai thân trinh nhân hồ hải, hỏi xuân có gì vui, hỏi xuân có gì vui, xuân làm dáng cho đời đẹp lòng giây phút thôi. Ôi đất nước hai nơi, xuân đi làm sao tới, dặm dài xin chớ. Ôi đất nước hai nơi, xuân đi làm sao tới, dặm dài xin chớ. Nguyễn Hưng xin cảm ơn quý vị và Nguyễn Hưng xin kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, trước thềm năm mới năm 2005, Nguyễn Hưng xin kính chúc tất cả quý vị cùng với gia đình những gì may mắn, hạnh phúc, tốt đẹp và sức khỏe nhiều nhất sẽ đến với quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, mùa xuân nhớ mẹ, đó là một chủ đề lớn trong tâm tư của mỗi người. Và nhạc sĩ Nhật Ngân trước đây đã có một nhạc phẩm lừng danh trước năm 75, Xuân này con không về, mà chắc chắn mỗi người, mỗi gia đình ai cũng biết. Và tiếp theo đây là cùng một chủ đề đó thì nhạc sĩ Nhật Ngân lại viết Xuân nào con sẽ về, để diễn tả được nhiều chi tiết hơn tâm trạng của người con ở hải ngoại nhớ thương mẹ ở quê nhà. Chúng tôi đã thực hiện nhạc phẩm này dưới dạng MTV, tức là thâu hình ngoại cảnh. Mời quý vị thưởng thức qua phần trình diễn của nam ca sĩ Tường Nguyên. Thank you.
dài một mùa xuân đời viễn xưa còn mãi lênh đênh mãi mịt mờ. Mẹ héo từng đêm xuân đợi chờ mắt lệ rưng rưng. Xuân đến xuân đi đã bao lần con vẫn lên đến vẫn chưa về để mẹ chờ mong. Mùa xuân buồn xuân cứ qua, xuân đến xuân đi đã bao lần con vẫn linh đình vẫn chưa về để mẹ chờ mong. Mùa xuân buồn xuân cứ qua. Trong những cái tục lệ Tết là bao giờ mình cũng phải đi chúc Tết và đi mừng tuổi. Bởi vậy chúng ta mới có câu là mùng 1 thì ở nhà cha, mùng 2 nhà vợ, mùng 3 nhà thầy. Tức là ngày mùng 1, đây là nói chuyện chúng ta đã đi ở riêng. Thì mùng 1 thì ở nhà cha, chúng ta trở về chúc Tết cha mẹ, ăn Tết ở trong nhà. Quan niệm của người xưa là ngày 30, người ta đón ông bà ông vải, tức là tất cả những người tổ tiên đã quy tiên trở về ăn Tết với mình. Nhưng mà đây đang nói người sống thì mùng 1 thì ở nhà cha, mùng 2 nhà vợ, mùng 3 nhà thầy. Thì mùng 2 thì sang bên vợ, tức là chúc Tết gia đình bên vợ. Và mùng 3 là chúc Tết thầy. Nó ngược với cái quan niệm của Khổng Tử mà chúng ta vẫn biết là quân sư phụ, tức là vua là trước, rồi đến thầy thứ nhì, rồi cha mẹ là thứ ba. Thì bây giờ là ngày Tết thì nó như thế. Nhưng mà thưa quý vị, là cái quan trọng của tục lệ ngày Tết là vấn đề sông đất hay là sông nhà. Thì thưa quý vị, là người miền Bắc thì gọi là sông nhà, tức là người đầu tiên đến nhà mình trong buổi sáng ngày mùng 1. Người miền Nam thì gọi là sông đất, bởi vì lý luận là trước khi vào nhà người ta thì phải đến cái đất nhà người ta, về cái sân tức là đất của người ta rồi. Cho nên là chúng ta nói sông đất ở trong nhà cũng là một. Thì cái quan trọng là khi mà chúng ta chọn cái người sông nhà hay sông đất là phải nó phải có nhiều tiêu chuẩn. Thứ nhất là cái tên người đó. Nhưng mà sorry anh, hình như là cái người này họ cũng nhiều chịu nhiều trách nhiệm lắm phải không anh? Là nếu mà mình bị xui đó, là mình có thể nói cả năm là tại vì người đó bước vô nhà. Đúng. Bây giờ em xin phép được cộng thêm cái nhà, cái này vào bốn cái dại lúc nãy mình nói đó. Cái gì hả anh? Em biết cộng. Là bốn cái ngu là đi sông đất đó. Cái ngu thứ năm là đi sông đất là tại vì nếu mà họ được một năm tốt đó, thì mình không bao giờ được cảm ơn hay là được thêm một tí quà gì cả, mà lỡ mà họ xui cái là mình bị chửi nguyên năm. Đúng, cái đó là sự thật. Có nhiều người họ vẫn tin như vậy. Cho nên là cái người mà đến sông nhà hay sông đất thường thường là gia chủ người ta chọn. Đầu tiên là cái tên. Thí dụ những người nào có cái tên tốt, thí dụ như là Hưng, Vượng, Phát, Đạt, Tấn, Tới vân vân. Còn nếu mà em muốn ông nào có nhiều tiền tới nhà em thì sao? Thí dụ những cái tên mà được ưa là Chí Tài. Chí Tài hay là Diễm Phúc là những cái tên, hay là Nguyễn Hưng cũng được, tại vì Hưng là Hưng Vượng. Thì thường thường đầu tiên là người ta chọn cái tên, là cái tên tốt. Còn đừng bao giờ chọn những người mà có tên là Nguyễn Văn Bần hay là cụ, tên cụ hả? Những cái tên đó thì là không bao giờ người ta cho mình xông nhà người ta sáng sớm. Ông cụ tới nhà là mình phải tống đi ngay phải không? Cái thứ hai là chọn cái người mà vui tươi. Còn những người lúc nào cũng cười, thí dụ cô Kỳ Duyên là chọn được này. Quý vị có thể mời cô Kỳ Duyên là sông đất sáng mùng 1. Thứ ba nữa ấy, là cái người thường thường là làm ăn phát đạt. Tức là người ta chọn cái người đó trong cuộc sống kinh tế người đó khá. Và kế tiếp là chọn một người mà thí dụ nếu mà còn độc thân thì không kể, mà có gia đình phải đầy đủ, trọn vẹn hạnh phúc. Người ta không chọn những cái người mà giang dở hay những người mà ly dị ly thân hay là những người mà vợ chồng hay cãi cọ, người ta cũng không chọn. Còn có nên chọn người nào hợp tuổi với mình không anh? Hợp tuổi, hợp mạng hay cái gì? Quan niệm ngày xưa người ta cũng kỹ. Thí dụ người ta chọn cái người mà người ta cho là hợp với tuổi mình. Thí dụ như thường thường trong 12 con giáp thì người ta chia ra làm 4 cái bộ gọi là tam hợp. Thí dụ như là Dần, Ngọ, Tuất thì hợp với nhau. Tỵ, Dậu, Sửu hợp với nhau, Hợi, Mão, Mùi hợp với nhau. Thì họ lựa những cái
bộ đó, thí dụ tôi là tuổi Dậu thì tôi phải chọn một người là có nghĩa là năm nay năm tuổi anh đó phải không? Đúng, Tỵ Dậu Sửu. Dĩ nhiên cái đó đúng hay sai là do cái niềm tin của mỗi người thôi. Thành thì người ta chọn theo cái đó hoặc là chọn theo ngũ hành. Thí dụ như là tôi mạng thủy thì tôi chọn cái người mạng kim, tại vì trong ngũ hành là kim sinh thủy. Thì người ta tin rằng cái người đó sẽ mang đến cái may mắn cho mình. Tức là chọn theo ngũ hành hoặc là theo tam hợp. Đó là chọn những cái người đến sông nhà sông đất cho mình. Cho nên có những người mà khó khăn quá hay là lưỡng lự quá mà thấy mình, chính mình, cuộc sống mình đang làm ăn phát đạt thì người ta không kêu người sông đất. Người ta tự đi ra ngoài ngõ rồi người ta vòng trở lại, người ta tự sông đất nhà mình. Tiếng Mỹ gọi là self sông đất đó. Self sông đất, vâng. Self sông. Thì quý vị nào mà tin như vậy thì quý vị cũng nên là tự sông đất, hoặc là lựa một đứa con của mình, những cái đứa mà nó ngoan ngoãn, nó học hành tấn tới thông minh, bảo nó đi ra lối hông hay là ra sau cửa bếp, đi vòng phía đằng trước, đi vòng 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 cái rồi quay vào nhà. Đó, thì như vậy là mình tự sông đất nhà mình. Vâng, thưa quý vị, trở lại với chương trình Văn Nghệ Xuân, chúng tôi hân hạnh giới thiệu một nhạc phẩm nổi tiếng trước năm 75, Phiên Gác Đêm Xuân của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Mời quý vị chào đón nam ca sĩ Thế Sơn. Giao thừa một phiên gác đêm, chào xuân đến súng xa vang rền. Sắc hoa tàn rơi trên báng súng, ngờ rằng pháo tung bay, ngờ đâu hoa lá rơi. Bấy nhiêu tình là bao nước sông, trời thương nhớ cũng trách chi người đem thân giúp nước, đôi lần nhớ bâng khuâng cực cười hái hoa xuân. Ngồi ngắm mây nấp trời canh, mơ rằng đây mãi nhà tranh, mà ước chiếc bánh ngày xuân mong nhiều đời không bấy nhiêu, vì mơ ước trắng như mây chiều. Tuổi duyên người năm năm tháng tháng, mong chờ ánh xuân sang, ngờ đâu đêm cứ đi. Chốn biên thủy này xuân tới chi, tình linh chiến khác chi bao người. Nếu xuân về tang thương khắp lối, thương này khó cho vơi thì đừng đến xuân ơi. Là bao nước sông, trời thương nhớ cũng vương mây hồng. Trách chi người đem thân giúp nước, đôi lần nhớ bâng khuâng gượng cười hái hoa xuân. Ngồi ngắm mong nhiều đời không bấy nhiêu, vì mơ ước trắng như mây chiều. Tôi duyên
năm năm tháng tháng mong chờ ánh xuân sang, ngờ đâu đêm cứ đi chốn biên thùy này xuân tới chi. Tình linh chiến khác chi bao người, nếu xuân về tang thương khắp lối, thương này khó cho vơi thì đừng đến xuân ơi. Nếu xuân về tang thương khắp lối, thương này khó cho vơi thì đừng đến. Sơn xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Em mới chợt nhớ ra có một cái mà em nghĩ là cái này rất là có lý, là cứ mỗi giờ mỗi năm mà trước giao thừa đó là em thấy là bà con cứ khuyên nhau là nếu mà ai còn nợ đó thì đi trả nợ trước khi sang năm mới. Tại vì em nghĩ là họ sợ là năm sau mà mình không trả thì nguyên một năm mình lại mang nợ anh hả? Thưa quý vị, khi chúng ta ở hải ngoại thì có thể cái đời sống tương đối người giàu, người nghèo nó không có cách biệt bao nhiêu. Nói chung thì không ai đến nỗi lâm vào những cái cảnh nghèo túng quá đáng như là ở trong nước và nhất là ngày xưa, còn thời phong kiến. Là vì chúng ta bên này nghèo lắm thì cũng có công ăn việc làm, hoặc cùng lắm thì có trợ cấp xã hội, cho nên nó không đến nỗi mà nó khổ như vậy. Nhưng mà ở Việt Nam và đặc biệt là ngày trước thì cái vấn đề mà ngày Tết là cả một cái sự vất vả cho rất nhiều người nghèo. Tức là quý vị biết là cái phong tục người ta đi đòi nợ là người ta không bao giờ muốn để cái số nợ nó leo qua năm. Thành thử ra trong nhà đó, cái ngày Tết là ngày biểu tượng, cho nên bao nhiêu tiền bạc của cải có cái gì là sắm vào hết. Và những người nghèo quá thì người ta phải trốn, người ta trốn cái đêm giao, người ta trốn trước những cái ngày Tết cho đến đêm giao thừa mới dám về nhà. Bởi vì từ giao thừa rồi 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết thì chủ nợ người ta không có đòi nữa, người ta tha cho 3 cái ngày rưỡi đó và người ta để cho mình ăn Tết xong là mùng 4 có thể nó mới lại đến nó đòi tiếp. Cho nên là tục ngữ ngày xưa có câu là khôn ngoan đến cửa quan mới biết, giàu có 30 Tết mới hay. Có nghĩa là người khôn ngoan á thì ngày phải ra cửa quan, ngày đáo tụng đình thì có đủ cái bản lĩnh, có đủ cái sự khôn ngoan mà trả lời đối đáp với quan hay không. Cho nên là khôn ngoan đến cửa quan mới biết. Mà giàu có thì 30 Tết mới hay. Quanh năm có thể là mình phô trương, mình nói mình giàu sang, kỳ thực là mượn nợ không. Nhưng mà ngày 30 Tết đó, là mình bắt đầu mình phải sắm đầy tất cả mọi thứ trong nhà. Thì lúc đó người ta bước vào nhà mình, người ta biết là mình có của hay không. Bởi vì nếu mình không có mà mình sắm thì chủ nợ nó cũng sẽ đến nó siết thôi. Do đó cho nên là cái câu tục ngữ đã trở thành một cái điều mà thực tế của trong đời sống của chúng ta. Thì thưa quý vị là, thí dụ những cái phong tục như là sau cái giờ giao thừa thì có những cái nhà tương đối khá giả ở phố phường. Thì ở phố phường ngày xưa luôn luôn có những người làm cái nghề gánh nước mướn. Thì sau giờ giao thừa là những người đó họ đi gánh nước, họ chạy vào trong nhà mình, họ đổ đầy cái lu, những cái chum của mình với một cái lời chúc cũng như là tiền vào như nước. Năm nay tiền vào như nước cho nên người ta vẫn cho là nước đổ vào nhà thì tức là có tiền. Thì lúc đó thì gia chủ sẽ lì xì, sẽ mừng tuổi cho cái người gánh nước đó nhiều gấp bội. Hoặc là những cái trò chơi của nông thôn thì khi người ta khá giả thì người ta đi dự những cái trò chơi quần chúng. Chẳng hạn như là chúng ta vẫn thấy là như đánh đu là bình thường, chúng ta vẫn thấy. Hay là bịt mắt rồi đập niêu. Họ treo những cái niêu, những cái nồi đó, cái niêu tức là những cái nồi bằng đất. Thì họ treo đầy tất cả dọc theo một cái sợi dây, nhưng mà phải bịt mắt lại để cầm gậy đập, mà không biết là đập có trúng hay không. Và trong những cái niêu đó có thể cả 10 cái niêu thì mới có một cái niêu có gói tiền để trong đó. Thì đó là những cái trò chơi của ngày xuân. Hay là đi cà kheo, tức là chống hai cái gậy thật là cao để đi ở trên đó. Đó là những cái trò chơi vui xuân mà chúng ta còn nhớ được cho đến ngày hôm nay.
Sau đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Gác Nhỏ Đêm Xuân của Minh Kỳ và Lê Dinh qua giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Hương Lan. Còn người thân đón đưa
căn gác nhỏ ngoài ô thành đô, không còn người thân đón đưa. Hương Lan xin chân thành cảm ơn quý vị. Và nhân dịp xuân về, Hương Lan xin kính chúc quý vị cùng gia quyến một năm mới an khang thịnh vượng. Thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, chúng tôi hân hạnh giới thiệu nhạc phẩm Chuyện Ngày Cuối Năm của Song Ngọc qua tiếng hát ngọt ngào của nam ca sĩ Trường Vũ. Số đời 300 ngày hơn đã qua mất rồi, đợi mình lại tay trắng tay, công danh thì chưa được thay, năm tháng dài vẫn còn bôn ba. Cuối thu vừa mới gặp bạn là đông sang được tin người em lấy chồng, bạn bè dăm ba đứa thôi, như chim trời lang bạt gió, xuân nơi về riêng một mình ta. Xuân ơi, xuân lại đến, xin đau thương ngủ yên, tình xuân cho ấm hương duyên. Năm cũ đã đi qua, xin vận may tìm tới, cho muôn người vui trọn tình xuân. Cuối năm ngồi tính lại số đời, cộng danh lợi duyên một năm lỡ rồi, chuyện đời là mây nước trôi. Xuân ơi, mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở hoa. Số đời cộng danh lợi duyên một năm lỡ rồi, chuyện đời là mây nước trôi. Xuân ơi, mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở hoa. Chuyện đời là mấy nước trôi, xuân ơi, mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở hoa.
xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đám cưới đầu xuân của Trần Thiện Thanh qua hai tiếng hát của Thế Sơn và Tâm Đoan. Sáu lên năm, đôi ta cùng sách, đôi ta cùng trường. Đường qua nhà em, nghiêng nghiêng sân nắng, nghiêng nghiêng mây hồng. Chiều nào đôi bướm, bướm bay vô vườn mà nước mắt rơi. Hai hoa cà làm quà cưới cô dâu. Mười mấy năm qua, khi hoa vừa hé nhụy thì đời trai vui chinh chiến. Anh xuôi miền xa bao lần đến bước xuân qua. Em ơi kỷ niệm xưa anh còn giữ mãi trong lòng. Anh biết không anh, xuân nay lại trở về đường rừng hành quân sước xuống. Thương sao là thương trong màu tím sắc hoa xin. Dĩ vãng đâu trôi về nhạc nhau ngày thơ. Chuyện xưa, chuyện xưa, chuyện từ xuân trước, xuân nay chưa nhỏ. Anh nói em nghe, thương em từ lúc hoa chưa mặn mà. Cầu cho mùa xuân nồng nàn lên má em thôi đợi chờ. Giữa lòng chiều cánh xiêm rừng nở màu tím hoa xưa. Xuân qua em ơi kỷ niệm xưa anh còn giữ mãi trong lòng. Anh biết không anh, xuân nay lại trở về đường rừng hành quân sương xuống. Thương sao là thương trong màu tím sắc hoa sim. Dĩ vãng đâu trôi về nhắc nhau. Chuyện xưa, chuyện từ xuân trước, xuân nay chưa nhỏ. Anh nói em nghe, thương em từ lúc hoa chưa mặn mà. Câu cho mùa xuân,
nồng nàn lên má em thôi đợi chờ. Giữa lòng chiều hoang nâng cánh xin dừng ngỡ màu tím hoa.